cực kỳ ngon nha các bạn. Thường là máy móc rất là ngon, xe là mới tinh, máy móc êm ru, đời rất là cao, có chìa khóa nó thông minh luôn đó. Chìa khóa thông minh. Và cái xe này thì các bạn có thể biết rồi, công nghệ là đời mới, hai thắng đĩa trước sau, FI phun xăng điện tử, rồi nói chung là mọi thứ đều rất là ok. Em này thì mang biển số là 59U154900, 8 nút luôn, 8 là phát luôn. Và với chiếc xe Honda SH này thì em mong muốn bán với giá là 61 triệu, 61 triệu nha các bạn, cho một chiếc xe Honda SH Việt Nam lên Honda SH Ý với chìa khóa thông minh. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị tiếp tục là một cái chiếc xe Honda SH màu đen mờ. Đó, màu đen mờ thì mỗi người có mỗi một cái sở thích, người có người thích màu đỏ như mình, người có thích màu xanh hy vọng, người có thích màu bạc, nhưng mà chắc cũng có người sẽ thích màu đen mờ bởi vì mỗi người là mỗi một cái cá tính riêng. Đó, và em thì luôn tôn trọng khách hàng và khách hàng luôn đúng, cho dù khách hàng thích màu gì thì khi lên mà chọn xe xong rồi khách hàng có thể không thích màu này, em vẫn có thể sẵn sàng đổi từ màu này qua màu khác, màu này qua màu khác, mâm này qua mâm kia, hoàn toàn miễn phí luôn. Và với chiếc xe này, em này mang biển số 59T136361. Chiếc xe này là đời nó cao hơn rồi, nên em mong muốn bán chiếc xe này với giá tiền là 68 triệu 500, 68 triệu 500 nha các bạn. Mấy cái xe này là máy móc cực kỳ ngon luôn, nên các bạn các chị đi là rất là mạnh mẽ, ok luôn, không phải lo bất cứ cái gì hết, thì nó rất là mạnh mẽ đó. Máy móc thì êm ái, im du. Còn một lần nữa em xin thưa lại là 59T136361, số đẹp ha các bạn. Thì em mong muốn bán với giá là 68 triệu 500. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, cái mẫu xe Honda SH đèn LED 2 tầng. Đó, cái mẫu này là mẫu đời 2018-19 nè các bạn, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Cái mẫu này là được các bạn trẻ cũng như là người tiêu dùng đánh giá rất là ok, rất là ngon. Và người ta rất là thích đi cái mẫu này hơn cái mẫu đời sau này luôn đó các bạn. À, đời 2018-19 rồi thì nó là chìa khóa thông minh, bếp ga hai chìa còn nguyên luôn nha các bạn. Và với chiếc xe Honda SH này, các bạn các chị thấy màu đỏ như thế nào? Còn riêng đá cho em thấy màu đỏ nó rất là đẹp, rất là mới, mới thật đó các bạn ạ. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59C400874. Đi một vòng để các bạn các chị thấy cái độ mới của em đó nè. Xe đời mới thì nó rất là mới luôn. Nó có cái chỗ chạy luôn các bạn ơi. Xe nó đẹp
từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau luôn đó. Cái loại đèn led 2 tầng này là đi ban đêm khi mà mở cái hệ thống đèn nó lên nó rất là đẹp nha các bạn. Mở cái hệ thống đèn nó lên nó rất là đẹp đó, có đèn xi nhan cũng là đèn led luôn, nó rất là đẹp, nó rất là mới, rất là đẹp đó. Và một lần nữa em xin thưa với các bạn các anh chị đó, là cái mẫu này là đời 2018-2019, lên đồng hồ nó cũng là lên loại đồng hồ mới nha các bạn đó, đồng hồ rất là đẹp. Em mở lên nha các bạn, cái này chưa chạy hơn 10.000 à đó. Và với chiếc xe Honda SH đời 2018-2019 này thì em mong muốn bán với giá là, đây em xin thưa với các bạn các anh chị là 78.500.000, 78.500.000 à, 78.500.000 cho một chiếc xe Honda SH đời 2018-2019 này nha các bạn. Rồi em xin cảm ơn. Và nếu mà có màu đỏ rồi thì màu trắng cũng là một cái lựa chọn của rất là nhiều các cô chú các anh chị, bởi vì màu trắng á, nó toát lên một vẻ gì đó nó sang trọng. À, màu trắng tinh nguyên, trắng tuổi học trò luôn. À, màu trắng tinh khiết luôn, đẹp tuyệt vời. À, và với chiếc xe Honda SH màu trắng 150 này luôn này, đó cũng là cái đời sau, đời cuối của cái dòng đời này luôn nha các bạn, cuối của cái mẫu này luôn. Đẹp này. Em này thì mang biển số là 50I106534. À. Và với chiếc xe SH 150 đời mẫu cuối của xe này thì em mong muốn bán chiếc xe này là với giá tiền là 83 triệu. 83 triệu nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và kế nữa là em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda SH. Đây là chiếc xe Honda SH màu này, màu gì các bạn? Màu này là màu đỏ hả? Đây là màu đỏ đô hả? Đây là màu đỏ lợn, đây là màu cánh gián gì đó thì các bạn các anh chị gọi sao cũng được, bởi vì nó lỡ màu quá. Đó. Chiếc xe đỏ đô. Chị tới là em sẽ cho mở cái chỗ đầu nồi trên này nè, tháo cái thùng yên này ra, tháo cái thùng yên này ra, mở ra để các bạn các chị cùng kiểm tra với mình nha. Và để trước khi ấy mình cũng lên máy cho các bạn các chị nghe thử. Đây, các bạn các chị nghe máy không? Máy nổ rất là ấm, máy rất ấm. Ngang ti bỏ ra cái là nhuyễn như liền. Với hệ thống điện đèn, đèn còi, máy móc im rung. Và một lần nữa mình xin thưa lại với các bạn các anh chị là với một chiếc xe Honda SH ý nhập nguyên chiếc mẫu đầu của cái mẫu hai đĩa 2009-2010 này, mong muốn bán với giá là 113 triệu nha các bạn, 113 triệu. Rồi xin cảm ơn. Ngoài ra còn rất là nhiều cái dòng xe Honda SH
khi khách hàng có nhiều cái sở thích đó các bạn. Từ cái màu này mà đổi qua cái màu kia, từ màu kia đổi qua màu nọ thì khách hàng là thích thì em làm, à, khách hàng luôn đúng. Đó, khách hàng luôn đúng nên em sẽ làm, à, luôn luôn theo ý của khách hàng là chính. Đấy các bạn. Rồi, cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều nha.